Đây là anh Lâm. Anh đang sinh sống cùng với người cô của mình tại một căn nhà nhỏ thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Anh Lâm năm nay đã 46 tuổi, nhưng gần 20 năm anh phải sống cảnh đời sống thực vật. Sự sống của anh Lâm trông chờ hoàn toàn vào chiếc gồng ngọc tự chế vô tri kia và người cô chính đầy tình thương yêu dành cho anh. Cô chính dành gần như cả cuộc đời của mình cho đứa cháu bất hạnh. Những tưởng sẽ có một tương lai tươi đẹp cho một chàng sinh viên mới ra trường sau bao năm đèn sách. Ấy vậy mà biến cố cuộc đời sau một tai nạn giao thông đã khiến anh phải thập tử nhất sinh. Cũng may là anh Lâm vẫn còn giữ được mạng sống, nhưng gần 20 năm qua, một mình anh phải chống chọi với tử thần, giành lại mạng sống cho chính cuộc đời mình. Mong rằng sau này anh Lâm sẽ được mọi người quan tâm và chia sẻ nhiều hơn, để cho cô chính có thể bớt đi phần nào gánh nặng bươn chải trong cuộc sống. Và cũng mong rằng có một phép màu nào đó thật sự đến với anh giữa cuộc đời thật này. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh anh Lâm, một người thanh niên đầy nghị lực, có thể tự sáng chế ra một cái gồng gọc để cứu lấy bản thân của mình. Trước đây anh Lâm là một người thanh niên khỏe mạnh. Anh cũng từng đi học đại học và cũng đã từng đi làm. Những tưởng thì cuộc đời của anh nó sẽ im đềm trôi và có một tương lai tốt đẹp với những ngày tháng sau mái trường đại học. Tuy nhiên sau đó không lâu từ ngày anh ra trường thì anh bị một tai nạn giao thông bất đắc dĩ. Anh Lâm hiện nay thì sống nhờ sự chăm sóc nuôi dưỡng của người cô của mình, đó là cô Chính. Cô Chính hàng ngày cái công việc của cô là bán gạo để lấy tiền nuôi anh, trang trải cái cuộc sống qua ngày. Chắc có lẽ là cô bác quý chị hỏi tại sao anh lại sử dụng gồng gọc để mà trị liệu. Vì đối với cô Chính hàng ngày bán gạo không có bao nhiêu tiền cả. Gồng gọc tự chế là một điều gì đó hết sức cần thiết vào lúc anh gian nan nhất. Hôm nay quay trở lại hoàn cảnh gia đình của anh Lâm và cô Chính thì Bùi Hồ cũng chia sẻ cho cô bác quý anh chị thêm về cái cuộc sống của anh hiện tại sau một thời gian gần một năm. Bùi Hồ quay trở lại đây ha. Chào anh Lâm. Dạ. Khỏe không anh? Khỏe. Nóng quá đúng không? Nóng. Bà Chính vẫn khỏe hả? Dạ, cho con đeo cái mít với bà Chính. Dạ. Bà Chính nhớ con không? Dạ nhớ. Nghe nói là nói thì Lâm nó người Hồ giống quá. Chào bà nhớ. Dạ. 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 Sáng nay là anh Lâm tập được mấy lần rồi anh Lâm? Tập hoài liên tu, tập mệt thì nó nghỉ ra chứ. Sáng rồi tối nữa, chiều tối. Lúc rồi bán số thì sáng. Lúc rồi nó có đi bán vé số, vé sáng gì. Xong rồi về tập tiếp. Ồ, bán vé số nữa hả? Dạ, đó cái xe lăn đó. Bán được nhiêu? Lúc rồi bán chậm lắm, cỡ 50 ngàn đồng được thì nhiều chút nữa. Lăn đi bán hay là như thế nào? Hồi đó bạn bè về cũng xin tư lăng này là mình nói là xin mình tập chạy ở ngoài làm mà. Dạ. Thì chắc có lẽ là công việc cái số đó rồi bạn bè cái công ty được giúp đó. Vậy là cho vốn bán giấy số luôn. Dạ. Vốn thì phải thôi. Chơi thì vốn rồi chứ. Hồi cái động cũng chơi rồi. Vốn thì cũng khỏe thôi. Dạ. Hở ngày thì cái cuộc sống của bà Chính với anh Lâm nó có chật vật lắm không? Đỡ rồi, cá nhiều rồi chắc. Tại vì nhờ mấy cái số rồi thay phụ. Dạ. Con không biết á, bà Chính thì những cái gồng gọc này là do thợ chế cho bà Chính hay là tự ở nhà chế? Ở nhà rồi kêu ba nó làm á. Anh Lâm tự thiết suy nghĩ ra, rồi nhờ ba của anh Lâm thiết kế theo ý tưởng của anh Lâm. Lâm nó chỉ rồi ba nó làm. Sau khi ba nó làm xong thì ba nó là chết. Làm xong là coi như là mãn phần luôn. Đó phải như đây đơn giản thôi, có bốn cái thôi, chạy hai tay hai chân nè. Đầu ít, từ từ á, người ta cho á. Nhiều cái để nhiều cái đồng gặp hơn. Sau này cái nhu cầu mình tập nguyên cơ thể nhiều hơn vậy đó. Bây giờ là hổng gài thiết kế thêm, anh Lâm em thấy dây hư bị chằng chịch hơn.
đó, thêm cái phần đó nữa đó nha cha. Cái phần đó thì lúc trước cái phần giờ thì mình sử dụng tờ kéo luôn. Bây giờ thay cái tờ này nè, bấm cái thay cái motor hả? Dạ, bấm cái remote xong lên nè. À, hiện đại hơn nữa hả? Dạ, đó, thêm cái phần đó nó mới bấm rồi remote nè. Kéo dành rồi đó, mất 15-20 phút đó. Đúng rồi. Lúc trước bá lai thì mình kéo bằng tay đúng không? Kéo bằng cộng xích tay. Mệt hơn, lúc trước. Còn cái này là mình sử dụng điện. Mua cái máy này nhiêu? Mua cái máy đó là bộ điều khiển luôn, tích hợp luôn là 5 triệu đó. Ai lợi chế cho anh hay là sao? Mình cũng nghiên cứu trên mạng đó, rồi mình chỉ thợ người ta nấu cho. Ừ. Rồi mình dạy nó trước người ta bán đó. Ừ. Người ta hướng dẫn. Rồi chỉ, người ta hướng dẫn. Rồi nhà vậy đó mới đưa nó lên xe lăn rồi dễ. Đâu nè, bà Chính làm coi như là anh Lâm bữa nay đi bán số đi. Rồi bà Chính làm làm cái công bố cái sáng chế mới của mình, cũng như là lên chiếc xe thử cho mọi người xem với cho ta mừng. Cô bác anh chị mừng. Vậy để mặc cái váy nào vô mới được. Mặc mặc đồ vô. Mặc đồ vô. Thế vậy phải ngưng chút nha, để trong. Dạ, người ta bây giờ thì Bùi Hồ chắc có lẽ sẽ ngưng một tí. Lý do là phải mặc đồ cho anh Lâm vì có 20 phút á. Dạ, khoảng 20 phút hả? Dạ. Nãy giờ nó cũng bị cấm nữa. Ừ. Nó cũng cấm nha lên nha. Mọi công việc mà từ vệ sinh đến ăn uống đều một tay bà Chính chăm sóc hết luôn á. Nhân bạn em. Có lợi đây hai lần. Bữa hổm lợi lần sau rồi sao bỏ quên cái nón lợi rồi. À, mà chia sẻ để cho mọi người cùng chung tay ủng hộ với anh Lâm vì đâu đó bà Chính bây giờ cũng đâu còn sức lao động đâu. Chỉ còn có hai ở gia đình này chỉ còn có hai người thôi, nhưng mà cái nhà này là được cắt từ nhà tình thương nha. Dạ. Ở bà Chính là năm nay 70 mấy bà Chính? Năm nay 80 rồi. 80 rồi. Dạ. 80 bán gạo nuôi anh Lâm. Dạ. Từ đó giờ từ không có nói chung là từ cái công việc này vệ sinh cá nhân đồ là đều một tay bà Chính lo hết. Nhưng mà Đạt không biết á, Quỳnh Hồ thì anh Lâm này là cháu thì sao cũng là chị. Cháu kêu bằng cô. Cô? Ba của cô nó cô. Là em ruột của bà Chính. À, bà của anh Lâm. Bà Chính là chị của bà nó. Cô ruột. Dạ, cô vượt. Có thấy người cô nào mà nuôi cháu cực, nuôi cháu vất, phải nói là vất vả lắm. Nhưng mà một không một lời than vang luôn nha. Tại vì thấy nó tuổi còn trẻ. Dạ. Cũng muốn lo cho tương lai của nó. Bà cũng sắp về chiều rồi. Bà cũng sắp về chiều rồi. Nên bà cũng hy sinh cái... Không có chồng luôn. Để không có nghĩ gì trên nó để lo cho sớm nó phục hồi được thì bà mừng thôi chứ không có nghĩ gì trên. Cái giò của anh. Bà Chính có bao giờ là lo mà sự khi mà trăm tuổi già thì ai sẽ là người chăm sóc cho anh Lâm không? Thì bà Chính cũng đang phân vân cho ai. Dạ. Bà Chính chưa biết ai là người sẽ thay thế cho nó chứ. Gương mặt của bà Chính thì nhìn rất là phúc hậu và rất là đẹp luôn á. Cũng may mắn á là 80 tuổi rồi nhưng mà bà Chính vẫn còn rất là đẹp luôn. Sức khỏe hồng hào luôn ha anh Lâm ha. À, được khỏe chứ nếu mà không khỏe bà lo nó không được mười mấy năm chờ gian nan. Đến thời điểm này là mười mấy năm hay bà Chính? Dạ, 15 năm rồi chứ. Dạ. Anh Lâm bị tai nạn lúc đó là anh bao nhiêu tuổi anh Lâm? Nó bị 2008. 26 tuổi. Đây. À, thôi bây giờ chắc ốp máy để cho bà Chính mặc đồ vô cho anh Lâm. Mặc đồ đi rồi. Cái quà luôn đó. Cái quà luôn rồi đó. Xuống dưới đây nha. Thì xuống nè. Giờ vậy là sáng bà Chính phụ anh Lâm lên lên xe hả? Sáng phải tắm ở đầu và xong xuôi cả tiếng mấy đồng hồ rồi mới đưa nó lên xe. Dạ. Đưa lên xe lăn rồi. Đi đếm với số cho nó đàng hoàng và bà mới về. Bà Chính còn bán gạo không? Đó, bây giờ mối nó mất tiêu đây rồi, hết trơn rồi cháu ơi. Giờ lòng vòng có mấy nhà ở đây, giờ vòng quanh thôi. Bà Chính giờ lo cho nó, bà không còn nhà, không còn trực chiến với bán gạo được nữa nè. Bây giờ anh Lâm bán số. Lâm thì bán sao? Ngày lời được 50-60 nghìn đủ xài không bà Chính? Cũng lay lắt được, với phụ thêm tiền hỗ trợ nhà nước đó. Dạ. Tháng Lâm được 700 mấy. Bà Chính Hà 300 mấy nữa. Là tháng được 1 triệu mấy. Dạ, 1 triệu lẻ 80 ngàn. Là tiền nhà nước cũng chậm. 1 triệu lẻ 8.
chứ lại tiền bán với số nữa cũng được ha. Nhưng mà phải khỏe mạnh hết á thì được. Cái giường này thì anh Lâm cũng có chế 4 xe ở dưới đó, có tiện cho bà Chính kéo tới kéo lui. Nhờ có bánh xe. Dạ. Này đi ôm ơi. Bánh xe ngoài luôn đi. Anh đang lặng này là cái gì được nè. Xuống thì hạ xuống rồi tính. Thế là con quay cái quạt ngang chụp luôn. Đúng rồi. Nực quá đúng anh. Nó tăng tăng cái quạt. Nực lắm tối á, quạt sáng đêm luôn. Số 1. Nó không quạt nó ngủ đâu được. Ủa cái bằng giò hai bằng chân của anh sao mà ngay chừng vậy à, bà Chính? Nó bây giờ nó ra xe lăn á, nó ngồi nó bán cái số nó ngay vậy chứ nếu mà không có tập đó, nằm vậy là nó quắp vậy nè. Quắp lại à? Dạ, bây giờ là nó hơi hoạt động đỡ rồi đó. Dạ. Ngay là nó đặt vậy nè, tại đặt xuống cái bàn chân nó đó. Dạ. Căng ra nhiều ngày. Nên nó tiến triển tốt hơn. Còn lúc kia là nó quẹo vậy nè. Nó quắp vô. Năm mấy số được bao lâu rồi mình đi? Dạ, bán hôm ra Tết tới giờ. Dạ. So bụng hả bà Chính? Cho nó có tiểu thì tiểu đó, thôi lên xe lăn rồi nó tiểu. Cực lắm, thai cực lắm. Rồi giờ lên ha. Anh Lâm tiểu biết không anh Lâm? Cái đai kìa. Biết. Biết, có chuyện rồi. Biết. Bà Chính bật đèn lên bà Chính. Đèn nó nằm ở đâu ha? Sao đây. Đó, bật hai ba cái. Ở đầu cuối. Nãy giờ cũng sao ý. Anh Lâm năm nay là 45, 46 rồi hả anh Lâm? 43 chắc, đúng là 43. Lần đầu tiên em gặp anh Lâm thì cách đây cũng khoảng 2 năm rồi. Dạ, cũng 2 năm rồi. 3 là 1, 2 tuổi á. 3 là 1. Như tay của anh Lâm như vậy là mình có cầm vé số được không anh? Không cầm được. Không có cầm. Rồi bây giờ là bấm thôi bà Chính. Để mở cái này. Mở cái này lên đó rồi. Mở công tắc lên. Mở công tắc lên. Thì cái máy này giống như là ban xây dựng là cái máy cài đó. Đúng rồi, cái này cái hộp đó rồi. Dạ. Bấm rồi. Bây giờ bắt đầu nha. Thở lắm. Thở chút ha. Mệt quá. Chưa nữa. Lúc này họ nói những giác này họ nói. Giác này là đỉnh điểm nóng. Cái này nóng như lắm. Này là máy điều khiển. Cái đường nó bấm. Ta tốt rồi đó, lên xuống nữa. Xịt ba đao nè, lên xuống ốc nè. Nè bà Chính. Cái thế được này đỡ, có tính gì. Khoan đi. Nào có anh nào kéo giữ chứ có giường về phía trước nha. Dạ. Yeah. Nó vừa lên hỏng cái giò là đưa cái đường tuốt rồi anh gắng luôn. Đằng qua cái này là cái xe lâu ra đi tới. Kéo lùi cái giường này nè. Kéo thẳng luôn. Đặng bà mới kéo xe lăn vô lót vô cho nó xuống. Cho nó nhanh chút. Vết này mới uống nước mệt rồi. Mở nè, bây giờ bắt đầu lên rồi nha. Rồi ha. Rồi đó, kéo luôn cái giường. Nó lên tốc độ nhanh quá. Kéo lên cái giường. Rồi, nó đại. Nó bắt đầu cài bánh là đặng cho xe nó. Nó đừng có chạy. Đừng chạy. Cho các bạn vé số đây. Lúc mới lần đầu làm nó có khó khăn dữ lắm không mà Chính? Mới đầu thì hơi lông cộng. Bắt đầu xuống nè. Rồi mới cho dò rồi vô. Đó. Vô trong cái này đặng cho nó không có xì dịch. Vậy là không còn tốn 15 phút nữa. Xong rồi nè, bắt đầu cho xuống lên chút. Kéo mệt lắm mà lên. Đó. Rồi, xả dây ra. Bây giờ xả. Phải có hướng dẫn sử dụng rồi nữa chứ. Bây giờ mới mở nó ra. Đầu là xuống nè. Sắp xếp mình mở đầu xuống. Như vậy là cái máng vô cái dây này là của bộ cái bộ phận
nâng người lên thôi. Cái chiếc xe còn ở ngoài đó là để tập thể dục. Đúng rồi, đúng đó rồi. Là bên đó mình tập, còn bên này là già cái chờ dịch vụ mà đi lên xuống đặng mà đi ra xe lăn thôi. Có nghĩa là từ ngày mà bán vé số thì cái cách mà anh Lâm suy nghĩ đó, làm sao mà thì... đó vé số dạ, rồi. Để kẹp vé số á. Có khi nào bị giật không? Chưa hả? Chưa rồi, rồi. Người ta nói hâm hoài mà chưa thấy hoàn cảnh. Mấy tháng rồi bà Chính? Nó đi bán không ra Tết tới vậy chứ. Trước Tết thì mình bán thử rồi. Dạ. Chiếc xe này sao Tết đó luôn. Chiếc xe này là chiếc xe điện luôn hả Lâm? Xe điện. Điện luôn. Rồi cái tay anh gặt hay sao? Cái tay đó anh bấm đó. Đó. Cái này là bộ đồ nghệ nhà mặc áo vô đó chứ. Khoan để mặc đồ vận động cho đủ cơ. Bộ phận đi ra mua bán mới được. Bây giờ mặc áo tay ngắn đi. Lái qua. Đó. Giờ đi ra ngoài đi. Hay không? Ra ngoài đi. Mặc luôn hả? Đầy đủ tình yêu thương hết nó mới quên đi những cái nỗi vất vả. Cực lắm chứ ơi, nhưng mà gán ăn ngủ cho nó. Dạ. Cái người nuôi mà không. Ủa cái áo may ngược luôn hả? Dạ, may ngược vậy đặng chồng mới được. Chứ dạ. Không cái mặt để cái mặt kiểu khó hơn. Cái này bà Chính may hay sao? Bà may thiết kế. Dạ. Dâu của bà Chính nó thiết kế. Hồi sáng nay anh Lâm bán về sớm không? Bên nay nghỉ. Bên nay nắng quá rồi, nó muốn bệnh cho mình. Chính nó thôi nghỉ bữa nay đi, rồi ngày mai anh bán. Rồi nó nghỉ, bữa nay nó nghỉ mới gặp đó chứ hơi. Giờ này cũng đi rồi đó. Đi bán là đi vòng vòng hay sao? Hay là... Đi vòng vòng. Anh bán buổi đi, chiều quá. Có khi lên tới phường 2, phường 9 luôn. Đấy. Chạy xe này đi luôn. Dạ, chạy luôn. Tại vì có bữa nào mà khách ít đó. Thì bán chậm á, chạy thì là anh chỉ chạy được những cái chỗ đường phẳng thôi, những cái dốc là anh không có chạy được. Dốc lên cao là không có lên được. Dạ. Bà Chính có đi theo không? Dạ không. Đi qua đếm mua bán là thôi đó, để nó chạy ra cho nó quay. Đồ nón cho không? Đồ nón vô có phải đi bán vé số chứ. Dạ thôi đi, đậu nó nực thêm nữa. Để con coi cái cách điều khiển xe của anh Chính thôi, dạ. Của anh Lâm thôi. Để nó xong rồi điều khiển xe cho người quay. Chiếc xe này mình mua bao nhiêu bà Chính? Dạ cái này của bạn bè giá trên mạng này 20 mấy triệu mà. 20 mấy triệu thôi. Nhưng mà ta cho người ta không nói giá. Ta không nói. Mình hỏi không? Người ta cho lâu chưa? Cho họ hết dịch cuối 2001 là bạn cho đúng không anh? Mấy bạn ở đại học ngày xưa có thường ghé thăm anh không anh Lâm? Ghé thăm người mai mốt rồi về vậy đó. Có người cũng thiện gì. Cái vấn đề anh ăn uống của anh Lâm sao bà Chính? Thì bà phải đút nó chứ nó đâu có tự hoạt động được mà múc cơm được chứ. Bà đút cho nó ăn thôi. Bà Chính đút luôn. Ừ. Ăn uống thì do bà Chính điều động cho nó. Mà ngủ rồi do à. Anh Lâm cử động trong cái khớp giỏ thì bình thường, với cái vai thì bình thường. Nhưng mà cái bàn thì không, bàn nó không có cử động hơn. Nên mua hay gì đó là người ta tự động, người ta lấy rồi người ta thấu phủ rồi cho người ta biết đâu. Đúng rồi. Trước đi ra mua bán thì vậy. Mình soạn không buổi sáng xong cũng đã tiếng rồi, anh Lâm mới đi. Thì là tiếng hồn nó đi ra rồi. Mỏi hả anh Lâm? Thiết kế cái tay cầm đó lái cũng dễ ha. Ừ. Cái tay nào mà mạnh là tôi thiết kế cái thứ mình đó. Cái dốc này thì xuống được cái nào? Được, dốc xuống được. Đánh dỗ. Nó xuống dễ. Đậu chứ chứ. Anh Lâm chạy ra ngoài sân luôn chứ.
cố gắng. Xuống giặt. Ngồi như vậy thấy cảm thấy mệt không làm? Mỏi rồi vậy đó. Trang này mua tua mạnh á. Rồi quay lại coi, quay lại vô nhà này. Hay ở ngoài này đi cho mát. Ngoài này nó mát hơn đúng không? Ra ngoài nó thoáng hơn. Rồi ở đây đi anh, được rồi. Chưa ngừng đi. Cái bàn chỉ số nó lạ hơn ta. Người ta cái bàn bự này kêu nọ còn nó phải bán gọn. Là 50 tờ. 3 4 5. Sao anh kẹp vô nổi? Mà chính kẹp làm cho nó kẹp chứ nó không có đây. Làm được. Thì người ta tự lấy, tự trả tiền luôn. Người ta bỏ tiền vô túi cho mình luôn. Có cái vỏ nè, quán này nè. Đó, quải vô. Chỗ bán đến đây xa, đến nhà mình xa không? Qua xong rồi đi vòng vòng tỉnh nè chứ. Yeah. Nhà ngoài. Cái vấn đề mà lo lắng nhất của anh là gì khi anh đi bán vé số anh Lâm? Nói lãnh vé số rồi không biết đi đâu á. Trong đó không biết đi bán con đường nào, đắt con đường nào ấy. Ừ. Rồi đâm đầu suy nghĩ rồi chạy tới luôn à. Dạ túi rồi đi. Dạ túi rồi đi. Nực quá. Nực quá. Ra đây cảm thấy thoáng hơn chưa? Cái khó khăn của anh Lâm bán là cũng không có vô trong cái quán cà phê, dạ, thì cũng không hơi khó. Được. Chỉ ở ngoài đường, dạ, người ta ghé người ta mua. Ngoài đường thí dụ như bà con người ta có nghĩ tình thì người ta ra, còn không nghĩ thì thôi. Nhưng mà mình vô trong được cái quán là mình bán là đắt hơn. Có người nó cũng ra. Có số người ta cũng có cái lòng có. Tình thương, lòng phước này kia nọ thì người ta bước ra. Bà Chính có sử dụng số tài khoản hay là gì không? Dạ không chứ. Không có sử dụng số tài khoản hả? Có điện thoại mà kêu gì vô wifi rồi bà giờ không vô, không cúp rồi. Cúp luôn rồi. Dạ, cúp rồi, thành ra liên lạc không được, chỉ có liên lạc. Con điện cho bà Chính không được. Dạ. Mới cắt chừng nửa tháng. Điện số của Lâm. Anh Lâm có số tài khoản không? Không, tài khoản đâu. Chỉ có số điện thoại thôi. Hôm nào cùng bà Chính đi tạo, bà Chính nhờ một người đi tạo số tài khoản đi. Để có mọi người có giúp đỡ trực tiếp, bà gửi cho trực tiếp cho bà Chính nó dễ. Hỏi một cháu dạ. Để con, tại vì cái cuộc sống của bà Chính với anh Lâm thì khó khăn rồi. Hỗ trợ được phần nào hay phần đó, mà ví dụ như gửi cho tụi con thì đoạn đường nó cũng xa. Mà đi đến thì nó cũng lâu lâu thăm một lần, cũng có công việc nhiều á bà Chính. Dạ, bà cũng biết mấy cháu thì công việc bao la chứ đâu phải có một mình bà. Anh Lâm thông báo lại cho cô bác anh chị về cái tình hình sức khỏe của mình hiện tại như thế nào anh Lâm? Nó tiến triển hơn so với thời gian một năm trước không hay như thế nào anh có thể đọc? Nó đi ra ngoài được cái chứ bây giờ nó thông thoáng được hơn. Ăn uống sao anh? Ăn uống như sao cái rồi? Cái chân nó là nó để bằng vậy nên nó mới bằng lại đó chứ còn lúc kia là nó quát theo vậy nè. Dạ. Nó rút ra. Tiêu quá rồi cũng tốt dạ. Đúng rồi. Cải thiện nhiều. Dạ. Mình đi bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Không có cố định đâu. Vậy ăn uống sao? Có khi 7 giờ mấy, 8 giờ có mới ra khỏi nhà. Về, có khi thì 3, 4 tiếng cũng chừng. Đói bụng không? Anh đi ra ngoài vậy là anh ăn như thế nào? Nói chung là ăn trễ lắm. Ăn về nhà có 1, 2 giờ chị đó. Ừ. Sáng nó không có ăn, tại vì đi bán là nó không có ăn, chỉ uống sơ qua nước thôi. Uống sữa hay gì? Rồi lấy sữa là cho nó uống vậy thôi rồi nó đi. Tới trưa 11, 12 giờ nó mới ăn là nó ăn cơm trễ lắm. Dạ. Lúc đi là nó không có ăn. Nó ngay ra bán ngoài được cái không khí ở ngoài nó thoải mái con. Có lao động thì nó có niềm vui nữa. Tinh thần mình nó thoải mái, mình đi tới đi lui nữa. Cố gắng vận động á. Cải thiện nhớ. Anh Lâm chỉ tập như tập vật lý như vậy thôi, có uống thuốc để hỗ trợ thêm không? Chỉ có vết thương thôi. Vết thương là phải mua thuốc là làm thôi, nó cắn. Cắn lát. Ngồi gì chứ nó bị cắn nữa. Với mùa nắng thì nó dễ bị cắn. Nhiệt độ cao. Còn bệnh thì coi như lai gai bệnh cảm bình thường thôi à, chứ không có gì quá. Nếu mà làm quá mà chứ không biết làm sao mà chở nó đi á. Dạ. Cũng mà trời về xu chiến cho nó được khỏe mạnh. Anh Lâm ăn được, ngủ được nên da thịt anh Lâm có. Dạ. Nói chung thì mình cũng không nói lâu. Ăn uống thì cũng đỡ nhiều lắm rồi chứ. Nói chung giờ ra bán được, cuộc sống nó cũng không lo chuyện tiền nhiều lắm. Dạ. Ngày trước thì lo nhiều. Dạ. Ngày trước thì lo. Hỗ trợ nhiều, vẫn phải lo. Bây giờ thì cuộc sống hạnh phúc nhiều hơn.
tốt hơn. Cũng cảm ơn những cái tấm lòng nhân ái đã đồng hành dùng cùng với các cái chương trình hỗ trợ đó để giúp đỡ cho mình suốt thời gian qua. Thì vậy cuộc sống cải thiện rất là nhiều, hạnh phúc rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn cái tấm lòng nhân ái của mọi người, bạn bè luôn, cái sự hỗ trợ của nhà nước. Thôi em hôm nay đến đây á thì cũng tình cờ đi ngang, yeah, ghé thăm lại bà Chính với lại anh Lâm coi tình hình sức khỏe như thế nào rồi, yeah, nghe được thông tin gần á là anh Lâm bây giờ cũng đã đi ra ngoài, yeah, để mà mưu sinh bán vé số đó, yeah, cũng là cái lao động, có lao động thì nó sẽ có thêm niềm vui, yeah, rèn luyện sức khỏe cũng như là nó gặp gỡ nhiều người hơn thì tinh thần, yeah, mình nó lạc quan hơn thì, yeah, mong những cái điều đó nó sẽ góp cho anh Lâm những cái sự yêu đời hơn nữa. Tại vì cũng gần mười mấy năm qua anh Lâm cũng không có ra đường để mà tiếp xúc với mọi người, với lại thế giới ở bên ngoài. Thành thử ra là khi mà được ra đường đó thì nó giống như chim sổ lồng vậy mà. Nên là thành thử là nó sẽ vui vẻ hơn. Dạ, và đặc biệt là hôm nay là thấy gương mặt của anh Lâm rất là hồng hào, bà Chính thì cũng vậy. Thì con cũng có về đây, ngang đây để mà xin trích quỹ của cô Út ở Xuân Lộc Đồng Nai á, gửi cho bà Chính với anh Lâm 1 triệu ha, để xoay sở trong cuộc sống. Dạ. Bà Chính cũng thay lời gia đình cảm ơn cô Út ở Đồng Nai, yeah, đã có lòng hảo tâm giúp đỡ cho cháu và tất cả những nhà hảo tâm từ xa tới gần mà kết nối với các cháu mà đến đây giúp đỡ cho Lâm. Ngày hôm nay Lâm cải thiện rất là nhiều. Bà cũng gửi lời cảm ơn và cầu chúc gia đình được nhiều may mắn và luôn cả cảm ơn cả các cháu đã đến đây mà giúp đỡ cũng như nhịp cầu mà nói cho Lâm với bà Chính ngày hôm nay. Và gia đình đỡ rất là nhiều. Bà Chính xin thành thật gửi lời cảm ơn. Chắc lần đây là lần thứ tư gì em ghé thăm mình đúng không anh Lâm? Thứ tư thứ năm vậy? Chắc năm sáu gì đó. Năm sáu. Mỗi lần thì đi đến đây thì nó cũng... Trong đó có lần hụt á. Dạ, cũng xa xôi. Con làm bà Chính đi. Dạ. Tuy nhiên thì được giúp đỡ những cái hoàn cảnh như anh Lâm, bà Chính thì mất sức lao động, anh Lâm cũng vậy. Tuy nhiên mình nhận thấy được cái nghị lực rất là phi thường từ anh Lâm cũng như là sự yêu thương của bà Chính dành cho anh Lâm. Tiếc một điều là bà Chính chưa có số tài khoản cũng như là anh Lâm để mọi người có thể gửi trực tiếp vào số tài khoản của anh Lâm cũng như là bà Chính. Và hiện nay vào buổi chiều như thế này các anh em liên hệ cho bà Chính thì điện không được. Lý do là cái máy bàn của bà Chính cũng đã bị cắt bỏ đi rồi. Thì bây giờ cũng không có cái máy di động hả bà Chính hả? Dạ, không có. Bà số Chính là... tính xin mua đó mà. Mua cái thường thường chứ tốt quá bà Chính không có sử dụng được. Cái số của anh Lâm thì như thế này mọi người. Dạ. Cho số di động của anh Lâm một số người á, tốt thì không nói gì. Có một số thành phần. Đôi khi có mình anh Lâm ở nhà thì nó lại nguy hiểm. Nguy hiểm cho bà già nhằm khi có tiền bạc đúng mọi người. Thì cũng rất là nguy hiểm nên không có công bố. Tại vì bà Chính với anh Lâm thì sức khỏe yếu lắm. Nên không có công bố số điện thoại lên được. Chỉ có thể là gửi thông qua số tài khoản. Nhưng mà tuy nhiên hiện nay không có. Nên là nữ cũng hơi khó khăn. Thì con mong rằng bà Chính một hai ngày nữa bà Chính sẽ tạo số tài khoản để mọi người có thể gửi trực tiếp vào. Và con sẽ ghé lại thăm ha. Dạ. Còn bây giờ thì bà Chính vấn đề. Bà Chính cũng gửi lời cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm từ xưa tới nay đã giúp đỡ cho gia đình bà Chính mà cải tạo cho Lâm khỏe ra được ngày hôm nay như vậy là rất là tốt. Và bà Chính không có biết gì nói hơn là xin chân thành cảm ơn tất cả và cầu chúc cho gia đình tất cả những nhà hảo tâm từ xa tới gần được khỏe mạnh, gặp may mắn, gia đình được vui vẻ, hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Anh Lâm có muốn nói này, nói gì không anh Lâm? Chỉ có lời cảm ơn gửi đến những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ Lâm suốt thời gian qua. Ngày nay thì Lâm cũng có công việc tương đối là ổn định. Tuy là thu nhập không cao nhưng mà nó cũng tương đối trang trải được cuộc sống phần nào. Thì Lâm chỉ có lời chân thành cảm ơn và chúc mọi người có luôn có cuộc sống an lành, hạnh phúc. Ngày mai có bán vé số không anh? Chắc ngày mai đi lại. Mai đi bán lại ha? Ngày mai sáng mai ha? Và Bùi Hồ cũng xin chân thành tất cả các cô, chú, anh chị Mạnh Thường Quân đã từng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn nói chung và hoàn cảnh của bà Chính với là anh Lâm nói riêng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác, quý anh chị ở video clip sau ha.